khó khăn mà mình cứ làm ăn tốt nhất, tôi cố cái đi ăn thì chọn chắc này nọ nó nói thử gì mà. Tôi đã bảo tao không phải là tao già, tao không đâu nha, tao cũng gửi bố mẹ mày 5 tạ lúa mới thì 20 triệu đấy, tao để lúc già cho cô lúc tao ăn đấy chứ tao hoàn không đâu nhá. Chưa phải thế nào có tiền mà đấy thịt mẹ mày được bà già không nuôi được lợn, không nuôi được chó, nuôi ăn tốn tám, tổ nó nuôi tốn tám chẳng còn gì đâu. Tôi thì cắt rau cắt đậu thì nấu thì nó đỡ đi vậy. Ừ, còn bây giờ nuôi đấy vợ sách chuối nấu ra nó ra ăn thì tám đi càng gõ đâu nay chủ nhật nó không lên rồi ao thì ăn cắt thịt ngoài đi ăn nhặt để cả con này kia nó phải nhặt thì nó cao trừ đồ nó phải mãi nó không cao gì làm bữa thứ ba thì làm bữa nay nhặt tiền nó đập thì làm có bệnh. Ba phạt thì lần sau, lần sau mà hai bạn cháu cãi nhau đâu đang ngồi vậy với bạn thôi thì giờ xu đi, có tối rồi thì ăn lên mà đi ngủ. Vậy nó ngồi nó lại thì tê nó bảo chị à, hôm nọ bác Hằng nói vậy bà chửi bác Hằng, bà đi mẹ mày tao chửi bác Hằng bây giờ mà người bảo mày tao chửi bác Hằng vậy xong là tao chửi bây giờ mày gọi điện nó vào đây tao chửi nó bao giờ. Bà nói to, bác có đừng tự ái à, bà tao nói to chứ tao chửi nó à, còn không à. Nó bảo đi 3 ngày Tết thì làm rồi, có khách không có lại mất khách đi. Cái thứ hai thằng bé nó bảo nó mệt lắm, nó bảo thôi nó cứ mệt vậy cho nó nghỉ đi. Vậy nó đau mãi đầu đầu, nó đến nó bảo, vậy mẹ bà nói vậy cho nghỉ nhá, chiều nay nghỉ nhá. Nó bảo thằng bé, chiều nay vậy cho nghỉ nhá. Tao nó, thằng con nhớ ấy, trong miền Nam ấy. À nó bảo mẹ nó.